Một báo cáo điều tra mới đây cho thấy rằng, trong chưa đầy 4 năm, Giáo hội Công giáo Nicaragua đã làm mục tiêu của 190 vụ tấn công và xúc phạm, bao gồm vụ đốt nhà thờ chánh tòa Managua, cũng như các vụ sách nhiễu và bắt bớ của cảnh sát đối với các giám mục và linh mục dưới chế độ của Daniel Ortega. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Giáo hội Nicaragua. Công giáo New mến chào quý cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, báo cáo Nicaragua, một giáo hội bị bách hại năm 2018-2022 của luật sư Marta Patricia Molina Montenegro, một thành viên của Đài quan sát chống tham nhũng và ủng hộ sự minh bạch, lưu ý rằng vai trò của Giáo hội Công giáo là nền tảng trong cuộc khủng hoảng vi phạm nhân quyền mà Nicaragua đang phải đối mặt. Luật sư Montenegro cho thấy rằng, để đối phó với vai trò của Giáo hội Công giáo, chế độ Ortega, người đã cai trị Nicaragua liên tục từ năm 2007, cùng với vợ là Rosario Murillo, với tư cách là đệ nhất phu nhân và hiện là phó tổng thống, đã khởi xướng một cuộc đàn áp bừa bãi đối với các giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ, giáo dân và mọi thứ có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Giáo hội Công giáo. Sự thù địch đối với giáo hội ngày càng gia tăng dưới thời Tổng thống Ortega. Báo cáo lưu ý, trước tháng 4 năm 2018, các vụ bách hại giáo hội diễn ra lẻ tẻ. Sau ngày đó, sự thù địch gia tăng và giọng điệu ngày càng tồi tệ hơn. Ngôn ngữ công kích và đe dọa của vợ chồng Tổng thống chống lại hàng giáo phẩm Công giáo ngày càng trở nên rõ ràng và thường xuyên hơn, và các hành động của một số tổ chức công chống lại công việc bác ái của giáo hội đã gia tăng. Luật sư Montenegro nhận định, sự thật là trong những năm trước khi Tổng thống Ortega nắm quyền, những cuộc tấn công trực diện nhằm vào tổ chức tôn giáo này đã không thực hiện. Các vụ tấn công từ năm 2018 đến năm 2022. Báo cáo lưu ý rằng, trong năm 2018 đã có 46 cuộc tấn công chống lại Giáo hội Công giáo, bao gồm một đám đông xâm nhập vào nhà thờ chánh tòa Managua đã dọa sát hại các linh mục Nicaragua và xúc phạm các nhà thờ khác. Năm 2019, 48 vụ tấn công diễn ra, bao gồm cả những lời đe dọa giết chết giám mục phụ tá của Managua, Silvio José Paye Ortega, người cùng năm đó đã phải lưu vong ở nước ngoài. Vào năm 2020, có 40 cuộc tấn công chống lại giáo hội, bao gồm cả các vụ phạm thánh và vụ tấn công bằng bom lửa vào nhà thờ chánh tòa Managua, làm hư hại nhà nguyện bổ huyết Chúa Kitô. Vào năm 2021, 35 vụ tấn công khác đã được ghi nhận, bao gồm cả việc xúc phạm và cướp phá nhà thờ, cũng như những lời lăng mạ của Tổng thống Ortega đối với các giám mục và linh mục Công giáo. Cho đến ngày nay, vào năm 2022, đã có 21 vụ tấn công được ghi nhận, bao gồm cả vụ cảnh sát hành hung vào tháng 5 đối với Đức cha Rolando José Alvarez của Matagalpa, người cũng là giám quản tông tòa của giáo phận Esteli. CNA ngày 10 tháng 6 năm 2022. Công giáo News cảm ơn quý cộng đoàn đã dành thời gian xem hết video. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào mới nhất nhé.